dịch bệnh không bùng cháy lên. Cùng giơ tay xoa 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 đều, đừng nên cho tay lên mắt mũi miệng, và hạn chế đi ra nơi đông người để lùi virus có. Anh thanh niên năm nay đã ngon nghẹt 30 rồi, sáng mua 5.000 xôi, tôi 3.000 trà đá. Anh luôn luôn on fire.